Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội với địa chỉ trụ sở chính là 92 Trương Công Giai, Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị và khách hàng đang theo dõi review xe của bên em. Auto 62 là một đơn vị kinh doanh xe ô tô rất là lâu năm trên thị trường Hà Nội và bên em là chuyên mua bán về những dòng xe lướt đã qua sử dụng quý vị và các bạn nhé. Và đặc biệt là dòng chuyên dụng của bên em là dòng SUV, dòng gầm cao quý vị và các bạn nhé. Và sản phẩm ngày hôm nay em đang muốn giới thiệu và gửi tới quý vị và các bạn tham khảo trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Và chiếc xe ngày hôm nay em Trường Auto 62 muốn gửi đến quý vị và các bạn là một chiếc xe Fortuner đời 2021, bản số tự động một cầu và mang tông màu ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu nâu. Thì mọi thắc mắc và mọi liên hệ thì quý vị có thể gọi tới số hotline của cửa hàng là 092 540 9999 thì, để giải đáp mọi thắc mắc quý vị và các bạn nhé. Và không mất nhiều thời gian thì mới mời quý vị và các bạn đi một vòng về ngoại thất và nội thất của chiếc xe để chúng ta trải nghiệm trên màn ảnh nhỏ trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm chiếc xe trên thực tế đường ạ. Vâng, và trên màn ảnh nhỏ của chúng ta là một chiếc xe Fortuner đời 2021, lăn bánh được 10.000 km, mang tông màu ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu nâu, mang biển số Hà Nội, đang được chào bán bên Auto 62. Và bây giờ em Trường Auto 62 mới mời quý vị và các bạn đi một vòng ngoại thất. Trước tiên là phần đầu xe thì với phong cách của 2021 form mới thì từ mặt ga lăng cho đến cụm pha đèn thì cũng đã được nhà sản xuất là thay đổi so với thiết kế của 2020 quý vị nhé. Về chiếc xe thì từ phần đầu xe, từ cabo và từ mặt ga lăng, tất cả mọi chi tiết bên em cam kết là còn nguyên zin theo nhà sản xuất quý vị và các bạn nhé. Về chiếc xe thì còn nước sơn là còn nguyên zin đến 100%, chưa bị tuốt tát một chút nào quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này vừa mới cập bến về đến cửa hàng, quý vị và các bạn có thể quan sát từ mọi góc cạnh của chiếc xe thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Từ lốp hay là la răng đây ạ, lốp thì còn dày bịch quý vị và các bạn nhé, chưa hề có dấu hiệu của sự hao mòn. Đó, quý vị và các bạn có thể quan sát qua thì chúng ta sẽ nhận thấy là một nước sơn zin và một chiếc xe quá chất, chất lượng còn đến 99% quý vị và các bạn nhé. Vâng, và để đi vào phần cánh cửa cho đến phần nội thất của chiếc xe để chúng ta cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất lượng cao của chiếc xe chạy 10.000 km sản xuất 2021 số tự động một cầu. Từ cánh cửa đấy ạ, quý vị quan sát qua thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe ạ. Cho đến nội thất là ghế da hay là táp ly táp lô, cho đến vô lăng, cần số, mọi chi tiết còn là vô cùng mới quý vị nhé. Và quý vị và các bạn mở cửa thì còn thơm phức mùi mới quý vị nhé. Đó, quý vị có thể quan sát qua một chút thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất của chiếc xe. Từ trần phào hay là mọi chi tiết góc cạnh về nội thất và ngoại thất thì bên em cam kết chiếc xe này là còn nguyên zin 100%, chưa hề tuốt tát hay chưa hề phải làm lại bất cứ một chi tiết nhỏ nào quý vị và các bạn nhé. Bên em là luôn luôn cam kết với khách hàng là những điều em Trường nói trên clip là 100% đúng sự thật chiếc xe. Và quý vị và các bạn đến kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên em chuyên làm những dòng xe đã qua sử dụng nhưng mà làm những dòng xe lướt và chất quý vị và các bạn nhé. Đó là nội thất ạ. Còn cho đến từ phần hâm sâu hay là lốp sâu, la răng sâu, mọi chi tiết quý vị quan sát qua thì quý vị sẽ cảm nhận được về cái độ chất của chiếc xe. Một chiếc xe mà chủ xe chạy 10.000 sản xuất 2021 mà vô cùng mới quý vị và các bạn nhé. Từ nước sơn cho đến sơ cua là chưa hạ mà
phần gầm xe thì là vô cùng mới. Quý vị và các bạn có thể quan sát qua một chút về từ gầm xe hay là nước sơn thì chúng ta sẽ cảm nhận được về chiếc xe đó. Quý vị có thể quan sát qua một chút thì mới cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe. Thật sự là một chiếc xe quá mới và một chiếc xe chủ xe đi quá giữ gìn, quý vị và các bạn nhé. Từ những chi tiết nhỏ nhất của trên xe vẫn còn là vô cùng mới và vô cùng chất. Đó, quý vị và các bạn có thể quan sát qua một chút để chúng ta cảm nhận được chiếc xe trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm chiếc xe, quý vị và các bạn nhé. Về thủ tục pháp lý an ninh thì bên em cam kết với quý vị và khách hàng là từ giấy tờ đã được bên em ký lăn tay về đến cửa hàng và sang tên cho quý vị và các bạn chỉ trong một ngày là sẽ hỗ trợ xong cho quý vị và các bạn. Và đặc biệt nếu như quý vị và các bạn muốn mua qua ngân hàng thì bên em vẫn hỗ trợ được 70% tổng giá trị xe, quý vị và các bạn nhé. Và về chiếc xe thì bên em cam kết là sơn zin 100% và nguyên trạng 100% từ nhà sản xuất ra, chứ chưa hề phải làm lại hay là sơn lại đâu, quý vị nhé. Bên em cam kết bằng văn bản giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất. Quý vị và các bạn mua xe bên Auto 62 yên tâm sử dụng vì chế độ cam kết bảo hành của Auto 62 luôn luôn là rất tốt, quý vị và các bạn nhé. Đó, quý vị và các bạn quan sát qua một chút về nội thất của chiếc xe thì chúng ta sẽ thấy được rằng một chiếc xe chạy 1 vạn km và chủ trước vô cùng là giữ xe và rất là yêu xe, quý vị và các bạn nhé. Đó là toàn bộ chi tiết về nội thất và ngoại thất của chiếc xe. Thì bây giờ em Trường muốn mời quý vị và các bạn đến với phần khoang máy của chiếc xe và còn gọi là trái tim của chiếc xe để chúng ta cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe. Và mời quý vị và các bạn đi vào chi tiết về khoang máy của chiếc xe, hay còn gọi là khoang động cơ, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe để chúng ta cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe này ạ. Từ cabo, bên em cam kết là còn nguyên zin, chưa phải làm lại hay chưa phải phẩy bất cứ một con ốc nào, quý vị và các bạn nhé. Từ máy đây, chiếc xe này là một chiếc xe mộc bên em vừa mới mua về đến cửa hàng thì em Trường đã lên sóng luôn để quý vị và các bạn cảm nhận được cái độ chất của chiếc xe khi chưa spa. Đó, từ mã máy đây quý vị quan sát mọi chi tiết còn vô cùng là mới, quý vị và các bạn nhé. Từ những nước chấm sơn hay là những đầu ốc chấm sơn của mọi cái nối của chiếc xe vẫn là còn nguyên zin mà còn là vô cùng mới, quý vị nhé. Đó, và đó là toàn bộ chi tiết của chiếc xe chiếc Fortuner đời 2021 chạy 1 vạn km zin và có một nước sơn zin. Mọi chi tiết trên xe đều là nguyên bản theo nhà sản xuất, với số tự động một cầu, máy dầu, quý vị nhé. Đang được bày bán bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, có địa chỉ là 92 Trương Công Giai, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội. Và chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 185 triệu đồng. Có thương lượng một chút khi quý vị và khách hàng qua trực tiếp bên em lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Mọi chi tiết thắc mắc thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại 092 540 9999. Em Trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và rất mong được gặp quý vị và khách hàng tại Auto 62.